cái chữ của Bin xin chào. Phải vậy chứ thiếu. Phải vậy chứ thiếu. Trời ơi, một đống luôn. Xếp hàng. Bùa. Nóc nhà. Nóc nhà của tôi nè. Trên kia nóc nhà là chủ nhà đấy. Nắm quyền á. Chỗ này khép cửa rồi nè. Thì ngang là khép hết. Đó 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 là kìa. Đó khép lại đó. Hay chưa? Hay ha. Tổng vô gầm. Ô, Phật nhóc đó. Hả? Phật trên tường đó. Trời ơi. Kiều. Hang gì đó, quyền môn gì. Đó, Phật khắc kim này không? Khắc hay không? Trời ơi, hay quá ta. Khắc Phật luôn nè. Tự đá to, người lên khắc kim. Rồi chụp. Đôi tay ra chụp. Mưa giờ hết mưa. Đỉnh núi có mưa. Cá không? Cá gì mà cá? Ông là thua chắc, không có cái thằng nào thắng hết trơn. Phần nào mà thắng trong này, tao nói không nghe lời tôi là chỉ có cái chết thì tôi có sống nổi. Kêu cái nóc nhà mà không nghe lời cái nóc nhà thì ra đường mà ở. Trời ơi, nghe. Thua. Nóc nhà nó bỏ ra. Nóc nhà nó bỏ ra. Có đèn đó, mở đèn. Cái này nóc nhà của tôi nè. Nóc nhà của tôi ngồi trước mặt tôi đây nè. Đây là nóc nhà của tôi đó. Nóc nhà của tôi mà không có quyền. Cho nên là không có nóc để mà ở mưa, ở gió, ở nắng. Bộ đá to lắm. Thì ta ăn cái gì nóng nóng ta, có lẩu gì hả? Thiếu gì? Hả? Thiếu gì? Ý là ăn cái lẩu gì? Lẩu gì cũng có chứ. Lẩu gì nóng nóng, ăn nóng nóng quá. Đi gặp em cái ghiền tài. Mới đầu đi thấy sợ mà đi cái ghiền. Ông đi máy bay mà ông ngồi 13 tiếng, 14 tiếng. Ông không biết trời trăng, ông không biết là khi nào nó tới, không tới. Tôi nói ông còn ghê hơn. Hết đi đường. Hết cái đường này đi hoài không thấy tới. Phó mặt cho nó luôn. Xong rồi phải tới hỏi cái thằng ấy. Em sắp tới chứ sao chị thấy lâu quá trời kìa. Giống như mình đi vô một khung trời nào luôn rồi đó. Khủng khiếp luôn á, chứ giờ không. Anh đưa tay, con gì nè, chỉ vậy nè. Chỉ cấp treo. Cong lại xíu, cong lại. Cong vô trong nè, chỉ vô trong vậy nè, tròn tròn vậy nè. Chỉ tay này mới được. Trời ơi, tay kia không được sao? Cái này chỉ ngược gì chứ không được nè. Đây nè, vậy nè. Chỉ hả? Không, chích chích lại xíu. Đó, thấy chưa? Trời ơi, chị. Chỉ cái tay cong cong quẹo quẹo quá. Chỉ vậy người ta để chỉ quanh nè. Không được hả? Đây nè. Vô trong nè. Đó. Đó chỉ này. Thì tụi vậy vô mặt thấy không?
thì ta chỉnh tay này không được. Ngu ngồi ngược ngồi biểu. Ok. Ta không thuận tay mà biểu. Ta phải không thuận hả? Thuận gì thuận, như giờ cái cáp treo nằm bên này không? Kìa cáp treo đang bên đây mà chỉ như này này ba. Bà này thiệt tình. Bó tay cho bà luôn. Thật ra cái cáp treo này nó không có đèn nữa. Đó, nhìn từ xa bên kia kìa thấy chưa? Có đèn. Có đèn. Đúng rồi, có đèn mà mình không để ý. Đó, lên đó. Bên kia kìa. Cái thằng bên đó là cái thằng lên đỉnh đó. Đúng rồi, lên đỉnh. Tại nhiều lắm á, mình đi không hết á. Ừ. Còn một tiếng lên chùa Hang lên đỉnh nữa, chưa đi. Thì vậy mà chưa hết thế không? Bà giàu bà lên.